Dạ, Mary chào mọi người. À, hôm nay lại là một cái uh, clip uh, nó hơi dài, à, thì uh, cũng có lúc uh, Mary có nghe được uh, mọi người nói uh, là uh, Mary sao không post mấy cái uh, clip dài để làm, để 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 xem cho nó 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 được nhiều cho nó đã đó. Dạ, thì uh, hôm nay uh, Mary sẽ uh, lồng tiếng, tại, tại vì Mary ngại lồng tiếng lắm mọi người, lồng tiếng cái của Mary nó không có được ấy á nó, nó, nó cứ càng càng sao á ok thì uh, những cái clip cắt da này á thì nó hơi dài mọi người chịu khó xem nha đó thì uh, như mọi người vẫn thấy là uh, dạo này ấy, là Mary lên cái clip này Mary cũng rất là cảm ơn các anh chị em ở xa lắm mà thấy clip của Mary đó làm xong là là đến ủng hộ này kia trải nghiệm và rất là vui là ai đến, Mary cũng làm cho mọi người hài lòng hết. Thì nói chung á tiệm của Mary là vừa có nhận đào tạo học viên nè, vừa có nhận làm khách đó. Thì à Mary luôn luôn có những cái khóa lẻ lẻ. Ví dụ như là cái khóa 6 buổi chỉ chỉ học cắt da thôi thì nó khoảng từ 3 đến 4 tiếng và mình sẽ có mẫu mình sẽ có người mẫu ngồi cho mình cắt da trên cái 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 người thật ha mọi người ha không có làm trên trái chanh hay gì hết á thì Mary sẽ hướng dẫn rất là kỹ rồi bây giờ rồi Mary có những cái khóa là nó chọn khóa nó chọn khóa thì gồm là cắt da sơn, sơn treo sao cho nó 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 tròn khóe và mình được trong cái khóa đó thì mình nó, nó chỉ là gấp đôi cái cái khóa 6 buổi thôi nhưng mà là thời gian được nhiều hơn tức là mình sẽ học được tới 5 tuần và mình sẽ được tặng một cái môn vẽ tùy theo một là vẽ có bản hai là vẽ treo đó thì Maria là tặng kèm vô trong cái khóa mà gọi là căn bản là cắt da rồi xương treo đó mọi người đó còn cái khóa các khóa đắp bột đó là riêng đó thì cái đó là ai mà muốn học chuyên nghiệp lên á thì nó sẽ có những cái khóa giả à, như nó dài á, mình phải học nó dài và mình à, học mình đầu tư cũng thời gian và, và công sức của mình nó nhiều hơn là những cái khóa cấp à, đắp bột, đắp treo làm móng úp đó thì Mary có 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 dạy kèm hết nha mọi người. Đó thì mọi người thấy cái kỹ thuật cắt da của Mary nè. Mary thì chỉ thích à, gọi là chia sẻ những cái thứ Thật là nhẹ nhàng và nó nó giống như là nó đơn giản á Ở ví dụ như đơn giản nhất đó là à, cắt da sao cho nó nó sạch sẽ cho nó gọn gàng đó rồi à, sơn nhẹ nhàng lên nói chung là những cái mà gọi là người thường giống như là nhờ các 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 cô các chị lớn lớn người ta đơn giản lắm mọi người ta chỉ cần là cắt da với sơn thường hoặc là sơn treo này kia là người ta cảm thấy là người ta ok lắm rồi đó là người ta chỉ thích làm như vậy thôi người ta không có thích nối móng đâu mọi người không có thích là làm bột thì đồ, bởi cho nên là từ những cái người mà không thích là làm neo lắm thì mình vẫn có thể là cắt da sơn treo cho người ta được để mà mình nói chung mình có thêm thu nhập và cái có thêm công việc đó mọi người còn như giới trẻ à, mà bây giờ là giống như là 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 thích làm móng dài này nọ kia hoặc là đi nước ngoài làm việc á đó thì, thì 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 mình sẽ có những cái nguồn khách đó nhưng mà gọi là cái khóa mà cắt da sơn treo á là tối thiểu là, là ai cũng có thể làm hết trơn á cho nên là cái đối, đối cái đối tượng khách đó nó rất là nhiều và nó hàng ngày luôn mọi người biết không chỉ cần á, mà mình làm sao mà chỉ cần một tháng á, mình có được khoảng chừng á, là à, 20 người khách thôi là người ta đủ xoay vòng là người ta nuôi nuôi mình rồi mọi người cho nên nó là mọi người cố gắng nha mình thí ví dụ như mình làm bột làm treo làm móng ốp này kia thì mình làm cho nó giỏi luôn còn nếu như mình không giỏi những cái 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 công việc à, nó đòi hỏi gọi là cái thời gian và và giống như là cái sự đầu tư của mình đó thì chí ít ra mình biết cắt da mình sơn treo thì mình vẫn có cái lượng khách của mình mà giống như nó ít tiền hơn những cái cái kia những cái đắp bột rồi lắp treo nhưng mà thật sự á mọi người nó nó ít tiền nhưng mà nó lại được nhiều người làm, nhiều đối tượng khách thì coi như là mình coi như là mình mới ai mà mới vô nghề neo á thì thì cứ cắt da sơn treo trước cho Mary biết vẽ chút đỉnh là mình cũng có thể là mình mình làm nghề được rồi đó. Thì Mary á là mà dạy nghề ở ngay tại tiệm luôn thì uh, tiệm của Mary là Mary ở Tân Phú á mọi người đó thì uh, mọi người cứ uh, cứ uh, liên hệ với Mary nha thì uh, Mary uh, tư vấn học cũng được mà không học thì Mary cũng nói chung là Mary cũng uh, uh, dễ chịu lắm mọi người hỏi rồi cảm thấy không phù hợp hoặc là cảm thấy như thế nào đó mà không học thì Mary cũng không cái uh, nói chung là cũng vui vẻ lắm Mary thì Mary được cái đó đó thì người ta cần mình tư vấn mình mình tư vấn cho người ta thôi còn cái chuyện mà mình người ta chọn lựa như thế nào mình thích ai người ta học ở đó thôi người ta được tham khảo mà thì ai mà muốn Marie tư vấn thì cứ mạnh dạng inbox hỏi Marie nha Marie luôn luôn lúc nào cũng 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 gọi là chờ mọi người á tại vì kinh giờ kinh tế cũng khó khăn cho nên là cái mức học phí của mình á mình là mình đang được giảm xuống rất là nhiều á mọi người cho nên mọi người tranh thủ học nha. Ví dụ như ai mà, mà mà muốn nâng cao tay nghề. Thì mình chỉ cần mình học 6 buổi thôi. Mình học 6 buổi là. Mình đã có gọi là. À, mình đã có thêm một được một cái kỹ thuật rồi đó mọi người. Đó thì mình cứ cái công việc này. Cứ à, mình làm nhiều. Mà ngày nào mình cũng làm. Làm riết là mình cũng sẽ quen thôi. Đó cho nên là mọi người mà có nhu cầu học các gia sơn treo học cái khóa căn bản thôi thì cứ mạnh dạng đi học đi mọi người tại cái công việc này nó cũng dễ có việc lắm cho nên nó là là mọi người là là có nhu cầu thì cứ inbox cho Mary nha Mary cảm ơn mọi người rất nhiều và nếu như ai muốn mà làm khách đó mà muốn Mary làm á thì nhớ inbox đặt đặt lịch điện thoại đặt đặt lịch trước chùm cho Mary nha tại vì tại vì là Mary cũng khá là nhiều việc á rồi mới đi chào mọi người